Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi sẽ tặng cho quý vị và các bạn một cái video có tên là Khai nhận di sản thừa kế trước khi bán đất. Thưa quý vị và các bạn, tôi nhận được một cái câu hỏi của một bạn đọc. Câu hỏi này thì và cũng như tất cả những cái câu hỏi khác thì tôi sẽ mã hóa những cái thông tin ông A, bà B, ông C, bà D gì đó và tôi sẽ đưa tặng cho quý vị và các bạn. Có thể thông qua cái một cái câu hỏi này và chúng ta sẽ nhân rộng lên trong trường hợp của gia đình chúng ta, bạn bè của chúng ta, những người thân quen, những người trong cái việc mà có phát sinh những tình huống tương tự. Các bạn ha. Và cũng trả lời cho một cái quý bạn đọc nào hỏi cái câu hỏi này. Đó là ưu tiên số 1 nha. Luật sư ơi, cho em hỏi, cha mẹ em có phần đất. Mẹ em muốn bán đi, nhưng cha em đã mất. Vậy những người con có cần phải ký giấy khi bán đất không? Các bạn hả? Luật sư ơi, cho em hỏi, cha mẹ em có phần đất. Mẹ em muốn bán đất đi, nhưng cha em đã mất. Vậy những người con có cần phải ký giấy bán đất hay không? Những người con có gia đình, tách hộ khẩu riêng, không còn sống chung. Như vậy mẹ em có được bán mà không cần những người con ra ký công chứng không? Cảm ơn luật sư. Thưa quý vị và các bạn, trong cái phần trả lời này thì tôi sẽ tạm đặt cái video có tên là Khai nhận di sản thừa kế trước khi bán đất. Trong câu hỏi của bạn quý bạn đọc này có hai phần, tôi sẽ khai triển cho quý vị và các bạn. Thứ nhất là bạn bảo rằng ba mẹ em có một phần đất. Tôi đặt giả thuyết một phần đất của ba mẹ em là 200 m². Đặt giả thuyết nha, có thể là 2000 m², có thể là 20000 m², có thể là nhỏ hơn 200 m². Thì tôi đặt giả thuyết ba mẹ của bạn có 200 m². Vì sao tôi lấy cái 200 m² để dễ chia thừa kế thôi. 200 m², thì trong 200 m² này khi ba bạn mất, bạn không nói cho tôi rằng là ba bạn mất thời điểm nào, tuy nhiên bạn đã xác định được rằng đây là tài sản của ba mẹ. Thì khi ba mẹ mất, khi ba mất thì 1/2 tài sản là của mẹ, 1/2 tài sản sẽ được chia cho các thừa kế. Tôi đặt giả thuyết bạn hỏi rằng là ba em mất. Tôi lấy thêm một cái ví dụ là ba bạn mất vào năm 2015. Vậy thì tại thời điểm ngày 1 tháng 1 năm 2015, 1/2 tài sản là của ba bạn ha. 1/2 tài sản là của mẹ. Vậy thì 100 m² đất của ba sẽ được chia cho các hàng thừa kế kể từ thời điểm năm 2015. Tôi lấy thêm một cái ví dụ nữa là ba mẹ của bạn có tổng cộng là 4 người con. Để dễ chia thôi. Vậy thì tại thời điểm ba bạn mất năm 2015, ba bạn có 100 m². Trong trường hợp này, nếu đặt trường hợp ba bạn có gọi là ông nội, bà nội đã mất trước ba bạn và ba bạn không có con rơi, không có con nuôi thì sẽ chia. Thứ nhất, vợ 1/ xuất di sản thừa kế, 4 người con. Vậy thì tại thời điểm khi ba bạn mất có 5 thừa kế, mỗi người là 20 m². Các bạn nhé. Thì lấy tổng toàn bộ của mẹ là 100 m² của mẹ cộng thêm 20 m² của mẹ nữa, hưởng từ ba nữa là mẹ bạn được 120 m². Trở lại câu hỏi của bạn. Khi ba em mất, những người con có cần phải ký giấy bán đất hay không? Cần chứ bạn. Khi mà ba mẹ bạn có một cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất, trong trường hợp này
được xem là tài sản của ba mẹ bạn, phải của ba bạn phải được khai nhận di sản thừa kế. Trong cái văn bản khai nhận di sản thừa kế thì bắt buộc phải có chữ ký của bốn anh chị em và cả mẹ bạn nữa. Có thể là thỏa thuận khai nhận di sản thừa kế như thế nào đó để ra tên đồng sở hữu, đồng sử dụng. Cũng có thể là ra nhường lại cho nhau và đứng tên một người, cũng có thể đứng tên năm người bạn nha. Vậy thì cái quy trình trước khi bán, trước khi chuyển nhượng, trước khi mà mua bán cái nhà và cái đất 200 mét này, thì gia đình bạn phải có một thủ tục sang tên từ người ba mẹ sang tên của tất cả anh chị em hoặc là một người. Và sau khi hoàn tất, ở đây theo pháp luật gọi là khai nhận di sản thừa kế, ý chí của từng người con, từng người trong khai nhận di sản thừa kế rất là quan trọng. Bốn anh chị em phải có ý kiến bằng văn bản: tôi cho, tôi nhận, tôi cho lại, hoặc như thế nào đó, tôi cho mẹ, rất là nhiều. Tôi sẽ phân tích vào những cái video lần tới. Vậy thì trong trường hợp này, nhất thiết phải khai nhận di sản thừa kế từ tên của ba mẹ sang tên của một trong số những người còn đang sống theo tinh thần thỏa thuận, rồi mới bắt đầu bán. Phải có ý kiến của các anh chị em. Câu hỏi lần sau là: những người con có gia đình và tách hộ khẩu riêng, không còn sống chung, như vậy mẹ em bán mà không cần những người con ra ký công chứng không, thưa quý vị và các bạn? Không, thưa bạn. Trả lời câu hỏi này rất đơn giản thôi. Hộ khẩu và thừa kế không phụ thuộc lẫn nhau. Hộ khẩu là để quản lý về mặt hành chính, do công an quản lý. Còn cái việc mà mình hưởng được di sản, hưởng được cái tài sản của ba mẹ, phụ thuộc vào cái hàng thừa kế. Giấy khai sinh của bạn nè, bạn chứng minh bạn có phải là con của ba bạn hay không. Nếu trong trường hợp bạn là con của ba bạn, hàng thừa kế thứ nhất, thì chúng ta sẽ được hưởng cùng hàng. Trở lại cái câu hỏi bạn hỏi rằng: những người con có gia đình và những người con tách hộ khẩu riêng, không còn sống chung với mẹ, vẫn phải có ý chí, vẫn phải ký trên văn bản khai nhận di sản thừa kế bạn nhé. Còn nội dung văn bản do các bên tự thỏa thuận. Thưa quý vị và các bạn, đây là một cái câu hỏi rất là phổ thông. Hy vọng rằng tất cả chúng ta đều có mang một cái thông điệp, mang những cái ý chí để chúng ta hiểu luật. Trong trường hợp của bạn, tôi đặt ra ví dụ, bạn có 1/5 của cái suất thừa kế của ba bạn đó. Vậy thì bạn có ý chí, bạn phải ra ký công chứng khai nhận di sản thừa kế. Và sau khi bán, nếu mà bạn vẫn giữ thì bạn sẽ là một trong những đồng sử dụng, đồng sở hữu với mẹ bạn, với các anh chị em bạn. Và bạn phải có ý kiến bằng văn bản khai nhận di sản thừa kế này, sau đó mới chuyển nhượng, mới bán cho tất cả mọi người. Cảm ơn quý vị và các bạn đã song hành cùng với chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Hy vọng rằng câu trả lời của tôi sẽ giúp cho quý vị và các bạn hiểu thêm những cái quy định về thừa kế của pháp luật Việt Nam. Tôi có những cái đọc luật, phân tích luật để cho quý vị và các bạn. Chúng ta hãy cùng nhau xem cái phân tích của luật sư Thu Đoàn nhé. Thưa quý vị và các bạn, tôi là luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu, văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Nếu quý vị và các bạn yêu thích tôi thì hãy để lại nhận xét dưới đây nha. Tôi xin trân trọng cảm ơn.